đã cùng rời đến trận đấu bản lề trong C3 này thôi. Vâng, vẫn đang là một đều về C và C3 cũng đang là một đều. Vâng, có pho của Chi Mang rồi, bên kia cũng có pan. Vâng, 2-1 pan. Hai ekip và 1 AC là quân đối phương. Chúng ta có Fo với Yamato, một Maxi, một Chosho. Còn mang cầm Fo bài này, bài Fo đầu cánh cũng đang có đồ đưa về. Alonso người cầm Chosho cũng là vị trí đầu cánh. Ra còn đột mát và một Yamato của Ami khả năng cao trận này, và Ami giành cũng ai chắc. Vâng, cung đối phương là ba đội cung tuyển. Vâng, 13 loại cung này mà kể đánh cung ai, Yamato nó vẫn đang chứa được những nguy cơ tiềm ẩn. Vâng, thế nhà chúng ta trận này nói chung cũng nói chung cơ cấu được thôi. Mặt này sẽ một vài bê đăng ký hoặc bê cũng được. Vâng. Vâng, bài hoàng như cũng có một voi thôi. Vâng, đang đi tìm thêm cho mình những bẫy quả thì con bài Yamato được khỏe, bài đôi voi đưa về. Cánh bên kia cũng biết là Alonso cũng như Tếu diễn nhạc, bài là bài của Tếu. Bài cầm Macedonia cũng là một 7-7 đưa về. Vâng, thấy thêm bẫy quả và thiếu đôi voi, đang rất cần đôi voi trong cái map này. Vâng, thấy thêm bãi quả nữa rồi. Như vậy đồ ăn đã đủ cho bàn Maxi này. Vâng, đối phương là kiểu cung. Vâng, như thế trận chúng ta muốn nhất là cái bàn Maxi này dâng lên làm yếu một chủ lực đối phương. Vâng, bắt hoặc là bắt một chủ lực đối phương chuyển cung A. Và chúng ta Hoàng Minh sẽ người lên 4 sớm hơn. Đấy là cái thế trận chúng ta đang muốn hướng tới. Vâng, Alonso 24 dân rồi. Liên tục là những bài đánh kiểu cảm giác là 24 dân cho Alonso. Vâng, kích đời 8 phút 30. Bên này Măng đang báo về bài Phonizia là bài đẹp. Bằng 25 dân và đã kích đời từ khá lâu rồi. Lượng thực đang là 400. Tệ bên này báo về đang gặp ekip. Vâng, cậu hưởng. Vâng, cậu hưởng người cầm ekip là người đầu cánh, nhưng màu 6 đang dâng lờ rất cao từ bù phương nam.
Với cầm pan trận này, răng lời nhưng đang lên đời khá sớm. Vâng, như vậy Pan dâng lờ ekip đầu cánh của M8. Bảng số cũng đã kích đời rồi. Vậy này xi măng khả năng cao sẽ gặp một ekip hoặc là một AC. Hoàng Y bài đánh thâu dần, đánh kiểu đánh cung A rồi. Cố gắng cơ cầu lên 4 tập sơm. Vâng, mang bảo vệ gặp máu 7, người cầm ekip đang đánh chém. Vâng, U98 gặp ekip trong trận này. Vào mùa 7 vừa mới đến mà sao tôi bài mùa 7 U98 cũng đang khá sớm. Một P gõ ra. Khi mà gặp ekip của U98 nó vẫn là hợp lý trong con phố này. Kích lại mình cho anh mang nhỉ. Ôi, kích mạnh xe chữ tha. Thi đấu xong. Màu mùa 7 thì vẫn đang là có giọng lạc đà thủ. Và lạc đà mùa 7 vẫn đang đứng thủ thôi. Vẫn chưa dám đi từ game thủ chúng ta. Báo về 1 năm sang Nga thì phải. Vâng, mạnh hào. Hào trận này người cầm AC ra. Như vậy đầu cánh sẽ là ekip. Ôm chết nó chúng ta sẽ tốt. Số tầm này 25/44. Đang chơi vào nhà 1 năm bài. Mạnh hào cầm AC à. Bóng xô đang bị yếu sau giờ này. Mang bên này quan trọng, mang bên này đang công lên nhà một trận màu 7. Bóng bè kích của 98 đang xin con. Sao nó điện thế nhỉ? Vâng, màu 6 Tếu bảo vệ đang chết khoảng tầm 5-6 dân rồi. Pan chết sạch bạch hỗ dành cho game thủ màu 6 Bùi Phương Nam. Đang có y chơi vào. Rồi, nhà chúng ta quên nó đi. Vâng, thằng này thậm chí chúng ta đang là người đè này. Màu 6 đã fit rồi. Vâng, xô thằng này 24. Vâng, xô giữ tam tầm này thôi. Vâng, như tham này 41, còn chi mang có lẽ vẫn đang ổn. Chi mang đang cố gắng chơi nhà 7 này vẫn đen được. Vâng, những pha phủ chi mang nó vẫn chưa được mang nỗ đỏ. Đang rất đen trong những pha thổi phủ. Vâng, Tếu đang đâm bay nhà 16, sắp tới sẽ khả năng sẽ lên 93. Đâm sang nhà 18 hay chăng? Ở bắt đầu sóc chèm ra qua. Ông Hoàng Minh Tham Lai 54 rồi. Đang lửa ra rất to để cho bài cầm Miyamoto thủ được rồi. Vâng, Tham Lai cân trong trận này. Vâng, Tham Lai là cân. Và Alonso và cả 16 thì yếu như nhau thôi. Kích chặt gỗ 2 để cho cầu thủ Hoàng Minh Nhi. Vâng, còn mang đầu cánh bên này thì cố gắng băng ra ruộng cầm cự cả nhà 7. Đấy, cái thủ 98 bên kia cái bài cứ là bài anh chém gặp những con sọc đơn, nhưng đây là một cột phủ tơ này mà không được nữa, chịu rồi. À, xin chào. Và vậy đi anh mang nhở. Vâng, mang đang điều lực đà của tên này, nhưng dường như lực đà của dù 98 đang là nhiều hơn. Tạm thời tên này mang sẽ phải rút. Vâng, lực đà mang đang phay tên này. Vâng, lực đà, lượng lực đà của 47 cũng không hề ít. 5 ở đầu cánh.
Và bộ nam đang đi chân được vào nhà Hoàng Mỹ Thuật này. Và bộ bài Hoàng Sô đang chết sơ. Và lưỡng quân bên cánh bên kia đang tạt sang nhà Hoàng Mỹ cánh bên này khá nhiều. 73-73. Ở như vậy 1-8 và cậu Hưởng trận này người đánh thằng cũng à đến từ bài của mình ít. Ở như vậy Hoàng đỡ được quân nhà bằng đỡ được một cái đơn vị quân nó sẽ đẩy lên nhà mình. Hoàng chuyển cũng à rất khó đẩy quân rồi. Thường những cái bài mà kiểu 1-8 chuyển cũng à sẽ được và 1-8 chuyển cũng à sẽ được một mạch chắc dần và lên 4 thôi. Hoàng rất ít khi mà kiểu chuyển cũng à xong đẩy với chất quân của mình ít. Vâng, dân chi mang đang phải giặt nhà. Vâng, Tiểu đang báo về Phan 16 trước rất nhiều dân vẫn vừa chưa biết gì cả. Như vậy Hoàng như đỡ sang nhà, chúng ta vẫn đánh tốt. Vâng, đỡ sang nhà, lên 4 solo với cả ekip. Vâng, một năm đang rất đông quần. Đấy rồi, Tiểu vẫn là Tiểu đang tạo cho chúng ta những pha chuyển mày. Vâng, duy nhất mày đấy của Tiểu đang có những pha chúng ta chết chết dần rồi. Mò 7 cũng chết khoảng tầm 6-7 con nông dân gỗ đến từ game thủ 98 trận này. Vâng, tham lại đè lại thành cân luôn đấy, tham bách to nhất bản đồ đấy. Vâng, quan trọng là còn con hàng Yamato này, chúng ta vẫn có hy vọng vào nó. Tạm thời có lẽ Hoàng mình sẽ cố gắng đỡ nhà thôi. Nếu như màu 8 không đẩy quân thì có lẽ Hoàng mình vẫn sẽ đỡ nhà. Và màu 6 này vẫn đang rất chảy cối. Bùi Phương Nam đang cực kỳ chảy cối trong những pha hồi của mình. Lại tiếp tục là chết thêm khoảng 3 dân nữa. Vâng, cái thế trận màu 8 chuyển qua thì có lẽ màu 8 sẽ sắp một mạch dần. Và cũng sẽ là người lên 4 thôi. Vâng, man tham lai 13, Hoàng Minh tham lai bao nhiêu rồi? Tham 104, có lẽ cũng là người sắp sửa kịch bồn. Tạm thời đang phải giật quân vào bắt kích quân này của Hồ Nam và liệu rằng Hồ Nam mạnh hào có dám vào hay không? Tiểu đang rình rập rồi. Dình dập cái gì anh em chờ khoảng tầm một chút nữa thôi sẽ biết đây rồi. Cần chắc chiêu vào. Chờ bao giờ đầu quân bây giờ đang đứng quân nhà thì khả năng vào không ăn thua. Ô 8 đã lên 4 xong từ cái thủ cậu Hưởng. Ngoài cũng là người lên 4 xong. Đây là một tên của 8. Cậu Hưởng cũng không biết cái giá phải trả của cậu Hưởng đang là khoảng tầm 10 nông dân đang phải nằm xuống. Vâng, như bên này đang bị ôm và con màu năm tầm này ôm thì liệu rằng có muộn hay không khi mà những con hóc sắp ra. Vâng, thế trận này chúng ta bắt buộc phải đưa về đây 4 rồi. Vâng, ekip và Yamato. Quan trọng Hoàng Nhĩ sẵn ở tan thôi. Lên đầu vàng thì chặt gỗ ba và lửa bắn chặt các thư. Một đội cần phải hồi, một anh em cần phải hồi, anh em hồi được nhỉ. Bóng phô của xí măng này và cho son áo dâu này. Có lẽ là một mình phô ninja của xí măng hồi là đủ. Và hót tần ninja auto và đạp đôi phô. Hoặc thậm chí là vòi sữa phô cũng được.
Ông Tễ vừa rồi vừa làm khoảng tầm hơn 10 tầng dân của bộ 8 nhưng tham lam vẫn thề. Không ăn thua. Bộ 5 này vẫn đang cố gắng móc may nhưng đây là những con hoa đang đứng thế của mà nhỉ. Ông Đông Phương có duy nhất vào ekip là người lên 4 thôi. Ông chết sạch lượng quân đi comment cho một năm này, mạnh hảo. Ông bắt dần lượng quân và có lẽ thân này khi mà đối phương ốp vào chúng ta vẫn đỡ được nha. Vâng, lượng quân là không nhiều. Cả màu 7 cũng như màu 5. Ở ekip màu 7 của chúng ta cũng đang chuyển dần sang sắp những đơn vị cung giờ. Vâng, đã khạc ra lửa. Thằng này vẫn đang là người to nhất map, mình nghĩ rằng mình là người to nhất map trong đường này. Bên kia là bộ ekip bằng tham lít rưỡi, bằng bằng với cả tầm lý to hơn cả tham màu 8. Màu 8 khoảng tầm 130 thôi. Vâng, quan trọng màu 8 sau này do cậu hửa cầm. Người mà có lẽ là không nhiều tay thì các nhà chém bên mình sẽ phát huy sức mạnh của mình. Vâng, giáp sau chặt cụ ba cũng lửa bắn chặt đã lên sau. Và chúng ta hãy cùng chờ một trận kích hoa thần này cho Hoàng mình như rồi. Vâng, kích hoa thần không anh nhỉ? Vẫn phải kích thôi, đập đôi ekip nó rất chi. Chúng ta vẫn phải nhờ đến những con hoa thần thì mới có thể thi đấu song phẳng với các mạnh hào trong trận này được. Ăn khá nhiều vàng trận này rồi. Đang game thủ 98 cũng đang người thóc dần. Về đây 4 đối phương có 2 ekip, phần 1 pan và 1 AC. Vâng, Theo đang có những pha soi tham báo về rất chi tiết về đường dần của nhà. Và dường như đối phương đang đứng thủ. Rồi, xong rồi, Nguyễn Duy Kiên đã ra đi. Vâng, kích hoa thần. Rồi, xong rồi, em giải thích cho anh Nguyễn Duy Kiên. Vâng, bây giờ sẽ bình luận cũng không phải là kiểu như nhắc game thủ hay gì cả. Để mình không có quyền này. Bộ pha đỡ nhà, rất nhiều nhà bèo, hoặc như vẫn đang sốc đêm. Ai có vàng không nhỉ? Lượng vàng đang hơi đuối. Một tuần hot thần đang lọt thẳng vào nhà 18. Vâng, xô đang lọt rồi, đây rồi. Chém 2 thôi, nhưng 18 một pha rất nhiều tài từ cầu hưởng. Rất nhiều dân này. Và khoảng 10 con nông dân của 18 đã phải nằm xuống. Và mặc dù tham này là 4 thôi, nhưng một cái mạng sống của 4 con chém này nó vẫn đang làm rất nhiều việc đến từ con chém. Và một con chém thần, con chém 07 khiến cho cậu hưởng. Quan trọng tên này Hoàng Nhi cũng đang người nhà đang bị bất tay. Cậu bó 8 chỗ xi măng ngồi, anh xi măng kìa. Vâng, hot thần đã lên sau. Vâng, lượng vàng vẫn đang đủ cho game thủ Hoàng Nhi sắp được những tên cung giờ tiếp theo. Đây là một tên hot thần đang lục thẳng vào ruộng chính. Cái bài bó 8 này mình nghĩ cũng là không khỏe đâu. Vâng, bó 8 cũng là không khỏe đâu, cố lên nào. Vâng, bó 8 chết rất nhiều dân gỗ rồi. Quan trọng là màu 7, U98 cũng đang trên đường hồi. Bó 5 cũng đang là người đỡ tham lai ra, nhưng bó 5 chỉ là ACDR tức mạnh hào thôi. Ở khu vực tập trung đang rất nhiều dân của màu 7 và màu 5 đang hồi. Bên nhà cũ của Anzo. Ở nhà bó 8 đang bạc anh kia. Rồi giết được bãi ruộng mà bộ 7 đang ngồi. Khá đông đạp đôi đi tên này cho bộ 8. Vâng, một khu vực tập trung rất nhiều dân của cả bộ 5 và bộ 7. Hai anh em ôm nhau trong này.
Với cũng đang xô vào khá đông tuần này, nhưng lượng hot của Hoàng Y cũng là nhiều. Hoàng giật thấy đót về đỡ nhà tuần này, giật thấy đót ra đỡ nhà tuần này. Vâng, tầm này thì hai nhà trắng chúng ta đã yếu và xi măng cũng đang quá dình thôi. Như vậy khả năng cao sẽ không có những tên nào và ăn dần. Ở nhà ta vẫn đỡ được nhà thôi. Nó đã lo thần Yamato rồi. Họ 8 cũng đang bị lùng nhà thôi. Phá trước đây Hoàng Nhân đang phá một phá di vào chỗ khu vực vòng 5 vòng 7 đang ngồi. Vâng, Tam Lai thì vẫn đang kiểu dừng hoàng thôi. Chúng ta cùng hy vọng một trận hot tần Yamato để phát huy độ ảo mình. Còn Tam Lai đè xuống một chút đây. Còn sau pha lủng vừa rồi thì Tam Lai chúng ta đang tạm thời đè xuống một chút. Có khi cả một năm cũng đang người khỏe và một bảy cũng đang dưỡng tam về rồi. Rồi chào Văn Thanh này. Vòng 1-2 dòng C3. Ở cái chất quân nó quá khó. AC, Egypt và Pan và Egypt. Chúng ta đánh như thế cũng đã là rất cố gắng rồi. Cực kỳ cố gắng từ game thủ chúng ta rồi.